mến, hôm nay cô đem đến cho các em một khúc nhạc về Nam Bộ. Nhưng mà cô muốn giới thiệu với các em về một tác giả được sinh ra tại miền Bắc. Vì sao như vậy? Vì nói đến tác giả này, chúng ta nói đến một tấm lòng yêu quê hương sâu nặng. Dù miền Nam, dù miền Bắc, dù ca trù hay dân ca Nam Bộ, thì nhà văn này cũng muốn đưa vào tác phẩm của mình với những cảm nghiệm sâu sắc về những vẻ đẹp văn hóa của đất nước mình, ông đã xây dựng nên cho mình một phong cách tài hoa, tài tử. Và đó chính là tác giả Nguyễn Vân. Đến với tác giả Nguyễn Vân thì các em đã được tìm hiểu một tác phẩm ở chương trình lớp 11, đó là tác phẩm Chữ Người Tự Tù. Chưa đến bây giờ và có lẽ còn lâu sau nữa, người ta sẽ không biết ông Huấn Cao đã cho chữ Viên Quận Ngục ở trong đêm đó là những dòng chữ gì. Nhưng mà tài năng và nhân cách của nhân vật này vẫn động lại mãi trong trái tim của người đọc. Và cũng như vậy, tác giả Nguyễn Vân, tác giả của Huấn Cao vẫn hiện diện trên trái tim của mỗi con người chúng ta với phong cách của một con người tài hoa và uy quán. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp của nhà văn Nguyễn Vân. Đối với mỗi một con người Việt Nam, dường như là văn Nguyễn Vân trở nên vô cùng quen thuộc. Bởi lẽ, ông đã gợi được tâm hồn của đất nước mình, của quê hương mình vào những trang viết. Và chúng ta sẽ hiểu sâu sắc hơn khi tìm hiểu rõ ràng về cuộc đời và sự nghiệp của nhà văn Nguyễn Vân, em ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phần 1 lá mã, cuộc đời. Phần 1 nhỏ, vài nét về tiểu sử. Chúng ta ghi ý thứ nhất. Nguyễn Vân sinh năm 1910 và mất năm 1987. Ông sinh ra tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thủ đô Hà Nội. Và đây cũng chính là quê hương của ông Ken Ho. Chúng ta gạch vào dòng thứ ba. Ông xuất thân trong một gia đình nhà nho khi hán học đã tàn. Mạng trước xã hội, tay tàu nhổ nhanh.
đã tự xây dựng lối sống riêng cho mình. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, ông tích cực tham gia hoạt động văn nghệ. Phục vụ cho hai cuộc kháng chiến của dân tộc. Đây là những nét chính về tiểu sử của nhà văn Nguyễn Tân. Nguyễn Tân sinh năm 1910 và mất năm 1987. Ông sinh ra và cũng là quê hương của ông, đó chính là phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thủ đô Hà Nội. Ông xuất thân trong một gia đình nhà nho khi Hán học đã tàn. Và bất mãn trước xã hội tay tàu nhố nhăng, ông đã tự xây dựng lối sống riêng cho mình, phô diễn một con người tài hoa, một nhân cách gắn bó sâu sắc với quê hương em ạ. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, ông tích cực tham gia hoạt động văn nghệ, phục vụ cho hai cuộc kháng chiến của dân tộc. Đây là những nét chính về tiểu sử của nhà văn Nguyễn Tân. Chúng ta sẽ đi phần 2 nhỏ. Về con người. Chúng ta có thể lưu ý những nét cơ bản như sau. Thứ nhất, là một con người gắn bó sâu sắc với quê hương đất nước. Thứ hai, tài hoa và uyên bác. Và thứ ba, rất nghiêm túc trong nghề nghiệp của mình. Đây là những nét cơ bản nhất về con người của nhà văn Nguyễn Tân Gena. Ông là một con người gắn bó sâu sắc với quê hương đất nước mình. Nghĩa là ông cảm nhận vẻ đẹp của quê hương đất nước qua mọi khía cạnh. Và đặc biệt là gì, các em ở khía cạnh nào thì ông cũng nâng nó lên thành nghệ thuật.
Cô lấy ví dụ như là khi viết về văn hóa ẩm thực của dân tộc thì ông lại viết về những món ăn như là phở hay là chả cá lại vọng. Chúng ta cảm nhận được ở trong đó một tâm hồn của một con người gắn bó sâu thẳm với quê hương. Đọc văn Nguyễn Tuân, ta nhìn thấy cái điều tâm hồn dân tộc ở đâu cũng đẹp, ở đâu cũng tài hoa, ở đâu cũng gì các em, cũng khơi gợi trong lòng chúng ta những ý thức sâu sắc về niềm tự hào dân tộc. Và ông là một con người tài hoa, uyên bác. Nghĩa là ở Nguyễn Tuân, chúng ta cảm nhận được điều gì các em? Đó là cái sự am hiểu sâu sắc về nhiều ngành nghệ thuật. Và chúng ta cũng đã được tìm hiểu điều đó qua một tác phẩm ở chương trình lớp 11, đó là tác phẩm Chữ Người Tự Tù. Những cái lời văn của Nguyễn Tuân hay là gì các em, cái cách xây dựng nhân vật, cách bộc lộ cái cá tính của nhân vật đều thể hiện cái sự tài hoa và uyên bác. Ông gắn bó sâu sắc với những cái vẻ đẹp truyền thống của quê hương, cho nên là ông cố gắng xây dựng những cái nhân vật lý tưởng đều gắn liền với những giá trị đẹp đẽ đó. Và chính vì cái sự tài hoa uyên bác như vậy đã dẫn ông đến với một cái thể loại có thể là gì các em, mặt viết tràn theo cảm hứng của con người. Nó giúp cho con người bộc lộ hết tất cả cái sự tài hoa, tài tử của mình. Đó chính là thể loại tùy bút, các em ha. Và đặc biệt ở Nguyễn Tuân là gì các em, ông rất nghiêm túc và yêu quý, trân quý nghề nghiệp của mình, cho nên là ông viết rất là thận trọng. Tất cả những cái am hiểu của ông về nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, về nhiều ngành nghệ thuật thì ông đều gửi gắm vào những tác phẩm của mình, và gửi gắm vô cùng đặc sắc, vô cùng tài hoa và vô cùng tài tử, em ha. Và đây chính là những nét chính về con người của nhà văn Nguyễn Tuân. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần 2 La Mã là sự nghiệp văn học. Phần 2 La Mã sự nghiệp văn học, chúng ta đi phần 1 nhỏ quá trình sáng tác và các đề tài chính. Chúng ta có thể chia quá trình sáng tác của nhà văn Nguyễn Tuân qua ra hai giai đoạn. Xem đi phần A nhỏ là trước cách mạng tháng 8. Trước cách mạng tháng 8 thì văn của Nguyễn Tuân chủ yếu là xoay quanh ba đề tài. Đề tài thứ nhất là chủ nghĩa xê dịch. Đề tài thứ hai, vẻ đẹp vang bóng một thời. Và đề tài thứ ba là đời sống trụy lạc. Em ha, chúng ta đi đề tài thứ nhất. Chủ nghĩa xê dịch. Ở đây chúng ta lưu ý là chủ nghĩa xê dịch là gì?
Rõ ràng là gì các em? Nó thể hiện cái ý thức về dân tộc ở trong cái cảm nghiệm về cuộc sống hiện tại. Nguyễn Quân cảm thấy là gì các em? Là có một cái gì đó nó chèn ép ý thức thẩm mỹ của mình. Cho nên là ông tìm đến những chuyến đi luôn luôn ở để mình trong trạng thái xê dịch, nghĩa là không ổn định, đúng chưa nào? Điều này nó cũng tác động từ cái hiện thực xã hội lúc này. Chúng ta học những tác giả trong phong trào thơ mới thì chúng ta thấy là gì? Cái mọi người họ tìm một thế giới riêng để mà bộc lộ cái quan điểm cũng như là cái cá tính sáng tạo của mình. Như là ta thoát lên tiên cùng Thế Lữ, ta phiêu lưu trong trường tình cùng Lưu Trọng Lư, ta điên cuồng với Hàn Mặc Tử chế Lan Viên, ta đắm say cùng Xuân Diệu. Và chính vì cái tâm trạng giống như vậy, một cái tâm trạng mang nặng một nỗi buồn phong quốc sâu thẳm, với một con người mà lại gắn bó sâu sắc với quê hương đất nước mình, cho nên Nguyễn Quân đã tìm đến một lối sống và lối viết mang tên chủ nghĩa xê dịch. Đúng chưa nào? Nghĩa là đi nhiều, tìm hiểu nhiều, và không để cho cái bản thể của mình là gì các em, nó ở yên một chỗ, đúng chưa nào? Cho nên Nguyễn Quân có nói là người ta nhận xét là gì các em, Nguyễn Quân là một nhà văn rất là hay đi, là một nghệ sĩ luôn luôn xê dịch, đúng chưa nào? Không bao giờ có thể ở yên một chỗ, không bao giờ có thể là gì các em, để cho tâm tư của mình là gì đây, là bất định, đúng chưa nào? Nghĩa là ông luôn tìm tòi xê dịch ngay cả trong suy nghĩ, xê dịch ngay cả trong lối sống. Nhiều lần là gì các em, ông bị bắt, đúng chưa nào? Nhưng mà khi được thả ra thì ông vẫn đi theo cái chủ nghĩa xê dịch, đúng như nào? Nghĩa là đi nhiều nơi, tìm hiểu nhiều, và cái suy nghĩ của ông cũng luôn luôn là gì các em, luôn luôn ở trong cái trạng thái là gì đây, xê dịch, luôn tìm tòi cái gì mới lạ nhất ở những cái vùng miền là gì các em, độc đáo nhất, để ông có thể đưa vào những trang viết của mình. Và một tác phẩm tiêu biểu cho chủ nghĩa xê dịch đó chính là Một Chuyến Đi. Hay là Thiếu Quê Hương ha, gạch đầu dòng thứ hai. Đề tài thứ hai của nhà văn Nguyễn Quân đó là vẻ đẹp. Vang bóng một thời. Nhắc đến vẻ đẹp vang bóng một thời thì chúng ta nhắc đến Chữ Người Tự Tù, một tác phẩm tiêu biểu của ông được in trong tập truyện Vang Bóng Một Thời. Vang Bóng Một Thời là một tập truyện in lần đầu gồm có 11 truyện ngắn. Tập truyện này viết về một thời đã xa chỉ còn vang bóng, thời nhà Nguyễn suy tàn, các nhà nho dự khoa thi cuối cùng đã chán cuộc sống tay tàu nhố nhăng, xã hội rối ren, cho nên họ tìm về những thú vui riêng, phô diễn lối sống đẹp và nhân cách của mình, đúng chưa nào? Và nổi trội trong số những con người tài hoa bất đắc chí ấy, nổi bật lên đó chính là hình tượng nhân vật Huấn Cao. Huấn Cao hay cái người mà vùng tỉnh Sơn ta vẫn khen cái tài viết chữ rất nhanh và rất đẹp đó không? Lời nói của Viên Quả Ngục gợi chúng ta nhắc đến một con người tài hoa, văn võ song toàn, đúng không em? Chữ ông Huấn Cao đẹp lắm, vuông lắm, tính ông vốn khoảnh, trừ chỗ tri kỷ, ông ít chịu cho chữ. Có được chữ ông Huấn mà treo là hơn có một vật báu ở trên đời. Và cái chủ đề vẻ đẹp vang bóng một thời này chúng ta có thể bắt gặp trong tập truyện ngắn Vang Bóng Một Thời. Tác phẩm tiêu biểu là tập truyện ngắn Vang Bóng Một Thời.
Và chủ đề thứ ba là đời sống trụy lạc. Tuy là viết về đời sống trụy lạc, đó là đời sống của những con người mà họ tìm đến cái gì các em lãng quên trong khói thuốc phiện, đúng chưa nào, trong rượu. Nhưng mà thấm đậm trong những trang viết của Nguyễn Tuân là gì? Là tình yêu quê hương sâu nặng. Trong sâu thẳm tâm khảm của những con người đó, họ vẫn có một tình yêu tha thiết với quê hương. Nhưng mà vì sao họ lại rơi vào con đường đó? Bởi vì xã hội bây giờ đã đổi thay. Họ cũng là những con người lạc lối trên con đường tìm đến lý tưởng của mình. Mà lý tưởng bây giờ là gì các em? Nó rất là chênh vênh, đúng chưa nào? Cho nên là gì đây? Họ tìm vào những cái thú vui như vậy để lãng quên đi thực tại. Và đây là chủ đề đời sống trụy lạc. Và chủ đề này các em có thể bắt gặp trong một tác phẩm cũng rất là nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Tuân, đó chính là Chiếc lư đồng mắc cua. Dù viết theo chủ nghĩa xê dịch, dù viết thể hiện cái vẻ đẹp vang bóng một thời, hay là dù viết theo chủ đề đời sống trụy lạc, thì chúng ta đều nhìn thấy trong văn chương của Nguyễn Tuân là cái sự tài hoa và uyên bác và gì khen và cái sự gắn bó sâu sắc với quê hương đất nước, đúng chưa nào? Những cái điều buồn trong văn chương của ông nó giống như là gì khen, những tiếng đàn của cây thập lục huyền cầm. Cung đàn mà cô đã đánh cho các em nghe ở đầu bài, nó bộc lộ một cái điệu buồn sâu thẳm. Và cung đàn phát ra từ cây đàn thập lục huyền cầm, nó giống như là gì các em, bộc lộ được những cái sắc thái biểu cảm, những cái sắc thái tâm tư của nhà văn Nguyễn Tuân, đúng chưa nào? Cho nên là gì các em, dạy Nguyễn Tuân, cô đã đàn cho các em nghe một cung đàn là như vậy, đúng chưa nào? Để các em cảm nhận rằng 16 giây của thập lục huyền cầm là gì các em? Là 16 cái khắc sắc thái ở trong văn chương của Nguyễn Tuân, vừa trang chiếu tình yêu quê hương đất nước trong những làn điệu, vừa thể hiện cái gì đây? Cái sự phong phú trong sự hiểu biết của nhà văn Nguyễn Tuân về những vẻ đẹp của quê hương đất nước mình, đúng chưa nào? Và dù viết về chủ nghĩa xê dịch hay vẻ đẹp vang bóng một thời hay đời sống trụy lạc, thì văn Nguyễn Tuân trước cách mạng tháng 8, ngoài bộc lộ tài hoa và uyên bác, ngoài bộc lộ sự gắn bó sâu sắc với quê hương đất nước, còn có một cái điệu buồn sâu thẳm. Một cái điệu buồn sâu thẳm nó chất chứa trong trái tim của một con người luôn cảm nhận rằng mình thiếu quê hương, luôn cảm nhận rằng là gì các em, cả xã hội đều mang chung một nỗi buồn của thời đại, đúng chưa nào? Và cái điều buồn này sau cách mạng tháng 8 nó còn xuất hiện hay không thì chúng ta sẽ sang phần B nhỏ. Các em sang phần B. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn sau cách mạng tháng 8. Là một người nghệ sĩ luôn nghiêm túc với nghề nghiệp của mình, luôn trân quý nghề nghiệp của mình, cho nên là gì các em, Nguyễn Tuân luôn trân trọng trong từng con chữ. Chữ của Nguyễn Tuân, văn của Nguyễn Tuân là chất lọc từ tự tâm khảm của ông, đúng chưa nào? Cho nên là dù trước cách mạng tháng 8 hay sau cách mạng tháng 8, chúng ta đều tìm thấy những tác phẩm vô cùng đặc sắc, đúng chưa nào?
Và ở sau cách mạng tháng 8 là do một làn gió mới. Đó là gì Cam? Là cách mạng, là đảng. Đã thổi một niềm tin sâu sắc vào trong lòng của những nhà văn, nhà thơ thời kỳ này. Tâm hồn của họ hình như là dì Cam đang từ thung lũng đau thương đến cánh đồng vui, đang từ xì xích nô lệ đến vùng trời tự do, đúng chưa nào? Nhà thơ Nguyễn Đình Thi đã viết: xì xích chúng bay không khóa được, trời đầy chim và đất đầy hoa, súng đạn chúng bay không bắn được, lòng dân ta yêu nước thương nhà. Cam thấy rõ ràng là gì đây? Là có một cái đó thay đổi, đúng chưa nào? Cũng trong bài Đất nước thì nhà thơ Nguyễn Đình Thi đã viết: sáng mắt trong như sáng năm xưa, gió thổi mùa thu hương cố mới, hơn nhớ những ngày thu đã xa. Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội, những phố dài sao xác hơi may, người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng lá rơi đầy. Mùa thu nay khác rồi, tôi đứng vui ngay giữa núi đồi, gió thổi rừng tre phấp phới, trời thu thay áo mới, trăng biết nói cười thiết tha. Và cái nấy tâm trạng của các nhà văn, nhà thơ thời kỳ này không còn là gì Cam. Tôi là con nai bị chiều đánh lưới, không biết về đâu đứng sầu bóng tối. Mà bây giờ họ có một cái tâm trạng là gì đây? Là bốn bề sao chẳng thấy vơ vơ. Và nhà văn Nguyễn Công cũng vậy. Sau cách mạng tháng 8, ông đã hăng hái tham gia hoạt động văn nghệ, phục vụ cho cách mạng và phục vụ cho kháng chiến, đúng chưa nào? Bây giờ cái đấy ông nhìn nhận cũng khác hơn. Về những con người tài hoa tài tử, trước cách mạng tháng 8 thì ông đi đến tìm đến sự tài hoa của những con người bất đắc chí, những con người trí thức, nho học, đúng chưa nào? Và phô diễn lối sống đẹp cho họ trên tranh văn. Và với ông thì không phải là người làm trong lĩnh vực nghệ thuật mới được gọi là nghệ sĩ, mà ông cho rằng tất cả đều là nghệ sĩ nếu đạt trình độ nghệ thuật trong nghề nghiệp của mình. Và điều này được thể hiện rất rõ ở những tác phẩm sau cách mạng tháng 8 các em. Cô lấy ví dụ như là người nghệ sĩ trong văn Nguyễn Tân có thể là gì các em? Là một người rất là bình thường, là một người lái đò, đúng chưa nào? Là một người lái xe, đúng không? Các em thấy rõ ràng là ông đã thể hiện cái nhìn nhận về con người của mình nó rộng hơn, nó mang tính đại chúng hơn, để nó phù hợp với một đặc điểm của văn học Việt Nam từ năm 1945 cho đến năm 1975 là văn học mang tính đại chúng. Em ha, văn học mang tính đại chúng. Cho nên là nhân vật phải là con người giữa quần chúng. Nhân vật phải là một con người là gì em? Sinh ra từ những con người lao động. Và đặc sắc nhất cho những tác phẩm sau cách mạng tháng 8 của ông chính là Tùy bút sông Đà. Tùy bút sông Đà gồm có 15 bài tùy bút và một bài thơ ở dạng phát thảo. Và trong chương trình thì chúng ta sẽ học tùy bút Người lái đò sông Đà. Em ha. Em ghi sau cách mạng tháng 8. Thứ nhất là ông đã phản ánh hiện thực kháng chiến một cách chân thực và sinh động. Thứ hai, ông viết về những con người lao động bình thường.
mà ông gọi đó là thứ vàng người đã qua thử lửa. Tác phẩm tiêu biểu của ông sau cách mạng tháng 8. Kem ghi thứ ba là tác phẩm tiêu biểu. Tùy bút sông Đà. Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi. Vâng vâng. Cô nói lại phần này. Quá trình sáng tác và các đề tài chính của nhà văn Nguyễn Tân về trước cách mạng tháng 8 thì văn Nguyễn Tân xoay quanh ba đề tài: chủ nghĩa xê dịch, vẻ đẹp vang bóng một thời và đời sống trụy lạc. Sau cách mạng tháng 8 thì đề tài lớn trong văn Nguyễn Tân cũng hòa chung với gì các những đề tài lớn trong văn thơ từ năm 1945 đến năm 1975, đó là phản ánh hiện thực kháng chiến một cách chân thực và sinh động. Và ông thường viết về những con người lao động bình thường mà ông gọi đây là thứ vàng mười đã qua thử lửa. Tác phẩm tiêu biểu sau cách mạng tháng 8 của nhà văn Nguyễn Tân đó là Sông Đà, hay là gì các em, Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi. Trong những tác phẩm này thì các em thấy là nhà văn Nguyễn Tân còn đi sâu tìm hiểu một cái hình tượng rất đẹp. Ở trong thơ văn từ năm 1945 đến năm 1975, hình như là gì các, dù thơ, văn xuôi hay là tùy bút thì chúng ta đều cảm nhận được rất rõ hình tượng này. Đó chính là hình tượng người chiến sĩ. Đúng chưa nào? Với Nguyễn Tân thì người chiến sĩ cũng như người nghệ sĩ được ông chia làm hai khía cạnh. Thứ nhất là người chiến sĩ trên mặt trận vũ trang và người chiến sĩ trên mặt trận là gì can lao động, đúng chưa nào? Cho nên là chúng ta sẽ cảm nhận rất là rõ cái sự gắn bó sâu sắc của ông với quê hương đất nước, với từng cái giai đoạn của gì đây, của lịch sử nước nhà, đúng chưa nào? Và chúng ta thấy là dù trước cách mạng tháng 8 hay sau cách mạng tháng 8 thì Nguyễn Tân cũng đều thể hiện tình yêu nước, và Nguyễn Tân cũng đều thể hiện một phong cách nghệ thuật rất là độc đáo các em ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần hai nhỏ là phong cách nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Tân. Đầu tiên có thể đánh giá là gì các em, chỉ cần hai từ thôi về phong cách nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Tân, đó là rất độc đáo và sâu sắc. Nét độc đáo và sâu sắc của phong cách nghệ thuật Nguyễn Tân được thể hiện ở những khía cạnh sau đây. Thứ nhất, có thể nói phong cách nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Tân được thâu tóm trong một chữ, đó chính là chữ ngâm. Ngâm ở đây có thể hiểu đó là gì các, đó là thái độ sống của những con người họ hiểu được sâu sắc cái giá trị của mình. Và để lột tả cái chất ngâm đó thì mỗi trang viết của nhà văn Nguyễn Tân đều thấm đẫm chất tài hoa và tài tử.
người tài hoa uyên bác thì họ mới có đủ bản lĩnh để gì các em, để nông. Nông này thì chúng ta có thể tìm thấy ở trong một tác phẩm, một tác giả mà trong chương trình văn học trung đại, đó chính là tác giả Nguyễn Công Trứ. Tác giả Nguyễn Công Trứ, cuộc đời của ông cũng như là gì các em, thái độ sống của ông cũng được đúc kết trong một chữ nông hay là từ ngất ngưỡng, đúng chưa nào? Ý thức sâu sắc về giá trị của bản thân, ý thức sâu sắc về tài năng cũng như là gì các em, quan điểm của bản thân mình, đúng chưa nào? Cho nên là bộc lộ đó là những con người rất là tài hoa, rất là tài tử, đúng chưa nào? Và đặc biệt ở nhà văn Nguyễn Tân thì ông đã phát hiện ra chất tài hoa nghệ sĩ không chỉ trong những nhân vật phi thường mà còn là gì các em, ở những nhân vật rất đổi bình thường. Các em nghe gạch đầu dòng thứ hai, ông phát hiện ra chất tài hoa nghệ sĩ. Không chỉ ở những nhân vật phi thường mà còn ở những con người rất đổi bình thường. Gạch đầu dòng tiếp theo, ông có am hiểu sâu sắc về nhiều ngành nghệ thuật. Nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Và ông tìm đến thể loại tùy bút như một tất yếu. Gạch đầu dòng tiếp theo, ông là nhà văn của những xúc cảm dữ dội. Những phong cảnh tuyệt mỹ. Gạch đầu dòng tiếp theo, ngôn ngữ văn chương của Nguyễn Tân vô cùng phong phú.
và rất đổi tài hoa. Ông đã đóng góp rất nhiều trong việc là dì Khem sáng tạo ra vốn từ ngữ cho dân tộc và góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Cô nói lại phần phong cách nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Tân thâu tóm trong hai từ độc đáo và sâu sắc. Đầu tiên là nó thể hiện ở chữ ngôn. Thứ hai là ông đã phát hiện ra chất tài hoa nghệ sĩ không chỉ ở những nhân vật phi thường mà còn ở những con người rất đổi bình thường. Ông đã am hiểu sâu sắc về nhiều ngành nghệ thuật, nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Điều đó chúng ta có thể tìm thấy trong nhiều sáng tác của Nguyễn Tân, đặc biệt là Tùy bút Người lá đỏ sông Đà, em ha. Ông là nhà văn của những xúc cảm dữ dội, những phong cảnh tuyệt mỹ. Cho nên chúng ta thường tìm thấy trong văn Nguyễn Tân đó là gì các em? Những cái phong cảnh rất đẹp nhưng mà rất dữ dội. Mưa gió đúng như nào, thác lũ đúng chưa nào, thì điều đó chúng ta cũng có thể gặp trong tác phẩm Người lá đỏ sông Đà. Và cái hay ở đây, ngôn ngữ của nhà văn Nguyễn Tân trong văn Nguyễn Tân rất là phong phú và rất đổi tài hoa. Chúng ta có thể đọc một đoạn trong Người lá đỏ sông Đà. Sông Đà tung dài như một án tóc trừ tình, đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc bung nở hoa ban hoa gạo, cuồn cuộn mù khói núi mèo đốt nương xuân. Hay bờ sông hoang dã như một bờ tiền sử, bờ sông hồn nhiên một nỗi niềm cổ tích tuổi thơ. Cái mấy rõ ràng là gì đây? Rất là tài hoa, đúng như nào? Và vì am tường nhiều ngành nghệ thuật, cũng như là gì các em, cũng như là thể thao là đúng chưa nào? Cho nên là ông đã ứng dụng vào những tác phẩm của mình, tạo nên những trang viết vô cùng đặc sắc, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ đi phần ba la mã là tổng kết. Chúng ta nhìn lại toàn bộ bài học về tác giả Nguyễn Tân, chúng ta cảm nhận một điều vô cùng sâu sắc, đó là gì các em? Đây là một con người gắn bó sâu sắc với quê hương đất nước mình. Thanh âm trong tác phẩm của ông là thanh âm được chất ra từ tâm hồn của một con người yêu quê hương đất nước sâu nặng, là thanh âm của một tâm hồn tài hoa nghệ sĩ. Ở đây chúng ta sẽ bắt gặp những cái điều tâm hồn của con người Việt Nam vô cùng phong phú và cũng vô cùng thẳm sâu. Giống như là gì các em? Giống như là cái điệu nhạc của cây đàn thập lục huyền cầm. Nó cũng có thể là một mạc như là gì đây? Như là cây đàn bầu, đúng chưa nào? Và các em thấy là ở đây chúng ta cảm nhận được trong những trang viết của nhà văn Nguyễn Tân, đó là gì đây? Chất tài hoa nghệ sĩ tồn tại hiện diện trong mỗi con người chúng ta được ông khai thác rất là triệt để. Và để kết thúc bài học này thì cô xin nhắc lại một nhận định của nhà phê bình Vũ Ngọc Phan khi nói về nhà văn Nguyễn Tân. Đó là gì? Chỉ có những người ưa suy xét đọc Nguyễn Tân mới thấy thú vị. Bởi vì văn Nguyễn Tân không để dành cho những người nông nổi. Nghĩa là để hiểu tác phẩm của Nguyễn Tân, chúng ta phải đi bằng gì các em? Tấm lòng của một con người gắn bó sâu nặng với quê hương. Tấm lòng của một con người biết trân quý những giá trị văn hóa đích thực của dân tộc. Bởi lẽ nếu là người nông nổi, chúng ta không thể nào hiểu được Nguyễn Tân, và vì vậy chúng ta cũng không thể nào hiểu được văn phong của Nguyễn Tân. Và chúng ta sẽ hiểu được rất là rõ điều đó khi tìm hiểu một tác phẩm đặc sắc của ông, đó là Tùy bút Người lá đỏ sông Đà. Và bài học về nhà văn Nguyễn Tân được kết thúc ở đây. Và để kết thúc bài học này, cô xin nhắc lại một câu nói của nhà bác học Louis Pasteur: học vấn không có quê hương, nhưng người có học vấn phải có tổ quốc. Ở tiết trước thì chúng ta đã học những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp của nhà văn Nguyễn Tân.
Và cô có nhắc với các em một nhận định của nhà phê bình Vũ Ngọc Phan khi nhận xét về nhà văn Nguyễn Vân: chỉ những người ưa suy xét đọc Nguyễn Vân thì mới thấy thú vị, bởi vì văn Nguyễn Vân không phải dành cho những người nông nổi đọc. Các em thấy rõ ràng là gì? Các em với sự lao động vô cùng nghiêm túc và sự trân quý nghề nghiệp của mình thì Nguyễn Vân đã ban tặng cho chúng ta những tác phẩm vô cùng đặc sắc. Trong công cuộc đi lên xây dựng miền núi Tây Bắc vào năm 1958, nhà thơ Chế Lan Viên đã viết: Tây Bắc ư, có riêng gì Tây Bắc, khi lòng ta đã hóa những con tàu, khi tổ quốc bốn bề lên tiếng hát, tâm hồn ta là Tây Bắc chứ còn đâu. Đây là năm tháng mà dì Khang tìm về Tây Bắc, chính là khơi gợi nguồn cảm hứng trong tận tâm khảm của mình. Và trong kết quả của chuyến đi đó thì nhà văn Nguyễn Vân, cây độc quyền cầm của nền văn học Việt Nam, đã để lại cho dân tộc ta một tác phẩm vô cùng đặc sắc mà bây giờ cô sẽ giới thiệu với các em, đó chính là tác phẩm Người lái đò sông Đà. Chúng ta sẽ đi phần 1 La Mã giới thiệu chung. Phần một nhỏ về xuất xứ. Người lái đò sông Đà, trích trong tập Tùy Bút Sông Đà. Và đây là kết quả. Quá trình đến với Tây Bắc của Nguyễn Vân. Phải đặc biệt là chuyến đi năm 1958. Và các em thấy là trong quá trình xâm nhập về với Tây Bắc thì nhà văn Nguyễn Vân đã phát hiện ra vẻ đẹp tuyệt vời, thơ mộng và dữ dội của núi rừng Tây Bắc. Và phong cảnh tuyệt mỹ, dữ dội nơi đây rất là thích hợp với dì Khang, với cái văn phong cá tính của ông. Ở trong phần tác giả thì chúng ta cũng đã nói một điều rất là đặc sắc, đó là gì đây? Văn Nguyễn Vân rất là phù hợp với những phong cảnh như thế nào đây? Thơ mộng và dữ dội. Cho nên người ta thường tìm thấy trong văn chương của ông thác lũ, gió ngàn, đúng chưa nào? Ở đây rất phù hợp với việc khắc họa con sông Đà, một con sông vô cùng là gì các em? Dữ dội và cũng tuyệt vời, thơ mộng, đúng chưa nào? Cái này là đến đây nhà văn Nguyễn Vân không chỉ phát hiện ra vẻ đẹp của cảnh Tây Bắc mà ông còn phát hiện ra vẻ đẹp của con người Tây Bắc, mà ông gọi đây là thứ vàng mười đã qua thử lửa, là chất vàng mười của tâm hồn Tây Bắc, đúng chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ sang phần hai nhỏ về nội dung cơ bản. Về nội dung cơ bản thì chúng ta thấy là gì? Các em có hai nội dung. Thứ nhất là nhà văn đã khắc họa
hình từ sông Đà. Một con sông hung bạo dữ dội. Một con sông hung bạo dữ dội. Và cũng hết sức. Chữ tình hình tượng thứ hai là hình tượng người lái đò sông Đà. Vừa như một người chiến sĩ trên mặt trận vượt thác leo ghềnh và dì ghen, và vừa như một người nghệ sĩ. Đây là hai nội dung cơ bản của tùy bút người lái đò sông Đà. Cô nói lại ý này là trong quá trình cùng với bộ đội vào Tây Bắc trong cuộc kháng chiến chống Pháp, và đặc biệt là dì ghen chuyến đi thực tế năm 1958, hiện thực xây dựng miền núi Tây Bắc đã để lại trong tâm khảm của nhà văn Nguyễn Tuân những ấn tượng vô cùng sâu sắc. Trong những chuyến đi này thì ông đã phát hiện ra vẻ đẹp tuyệt vời thơ mộng cũng như là vô cùng dữ dội của phong cảnh Tây Bắc uy nghiêm và hùng vĩ. Và trên nền thơ mộng dữ dội đó, con người Tây Bắc hiện lên. Đó là những con người vừa rất đổi hào hùng và cũng vừa rất đổi hào hoa, mà ông gọi đây là thứ vàng mười đã qua thử lửa, là chất vàng mười của tâm hồn Tây Bắc. Chúng ta sẽ tìm hiểu hai hình tượng này trong tùy bút người lái đò sông Đà. Và chúng ta sẽ sang phần hai la mã đọc hiểu văn bản. Phần 2 là mã đọc hiểu văn bản, và chúng ta sẽ tìm hiểu hình tượng thứ nhất, đó chính là hình tượng sông Đà. Có người đưa ra một nhận xét rất là độc đáo như thế này: con sông này là gì? Em là một con sông độc lạ, nó vô cùng thích hợp với một ngòi bút độc lạ, cây độc huyền cầm của nền văn học Việt Nam mà, đúng không? Con sông độc lạ thích hợp với một ngòi bút độc lạ, chúng thủy ra đông tẩu, đà sang độc bắc lưu, đây là cá tính của sông Đà, đúng chưa nào? Nghĩa là tất cả những con sông đều dì ghen, đều chảy theo hướng đông, chỉ có sông Đà là ngược lên hướng bắc, sau đó gặp sông Hồng ở Phú Thọ, đúng chưa nào? Thì cái cá tính độc đáo như vậy nó lại phù hợp với một ngòi bút độc lạ, đó chính là ngòi bút Nguyễn Tuân. Và bằng tình cảm yêu thương trân trọng như tri kỷ của sông Đà, nhà văn Nguyễn Tuân
đã lay con sông vô thức dậy, tưới linh hồn vào nó và để cho nó hiện diện trên trang. Trang viết: như một con người lắm bệnh, lắm chứng, chốc dịu dàng, chốc lại gắt gỏng ngay đây, đúng chưa nào? Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược một chút về con sông Đà. Ở trong tùy bút Người lái đò sông Đà thì nhà văn Nguyễn Tôn với cái sự an tường sâu sắc của mình về nhiều lĩnh vực, ông đã cung cấp cho chúng ta toàn bộ những kiến thức cơ bản địa lý về con sông Đà. Thứ nhất là trong những trang văn của Nguyễn Tôn, ta dễ dàng tìm thấy những thông tin như là gì Cam, sông Đà bắt nguồn từ tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, đúng chưa nào? Chảy khoảng 400 km trên xứ Người, sau đó là gì đây? Nhập quốc tịch vào Việt Nam tại Mường Tè, Lai Châu. Và cái cách viết rất là độc đáo như vậy, hình như là nó làm cho sông Đà trở thành một sinh thể có linh hồn, để chúng ta có thể là gì Cam, cảm nhận cái cuộc đời của nó, đúng chưa nào? Và cái con sông Đà trong văn chương của Nguyễn Tôn nó lại có hai đặc điểm vô cùng khác biệt và hoàn toàn đối lập với nhau, đúng chưa nào? Đặc điểm thứ nhất là ở thượng nguồn, sông Đà là một con sông như thế nào? Một con sông mà gì Cam, cái sắc thái thượng nguồn nó chạy giữa Trường Sơn, đúng chưa nào? Giữa một cái vùng rừng núi như vậy, cho nên là nó có một cái đặc điểm vô cùng gì đây? Dữ dội và dị và hùng vĩ, đúng chưa nào? Đầu tiên chúng ta sẽ để ý nhé. Là một con sông hùng vĩ và dữ dội. Và thứ hai là gì các em? Một con sông thơ mộng và trữ tình. Đầu tiên thì chúng ta tìm hiểu sông Đà là một con sông hùng vĩ và dữ dội. Trong văn của Nguyễn Tôn thì ông đã cung cấp cho chúng ta nét đầu tiên để chúng ta khẳng định đây là một con sông hùng vĩ và dữ dội. Từ thượng nguồn đổ xuống thì sông Đà khi nhập vào quốc tịch của Việt Nam, 72 con thác lớn nhỏ có tên, đúng chưa nào? Trong cái chiều dài là gì? Là hơn 500 km. Thì sông Đà có 72 con thác lớn nhỏ có tên. Và mở đầu cái đoạn trích ở trong sách giáo khoa, nhà văn Nguyễn Tôn đã viết: hùng vĩ của sông Đà không phải chỉ có thác đá, mà còn là những cảnh đá bờ sông dựng vách thành. Đầu tiên thì chúng ta thấy là gì đây? Cái nét đầu tiên của nó là những cảnh đá bờ sông dựng vách thành. Thêm ý thứ nhất, hùng vĩ của sông Đà không phải chỉ có thác đá, mà còn là những cảnh đá bờ sông dựng bất thành. Kem thấy là có những đoạn là gì đây? Nó chẹt lòng sông Đà như một cái yết hầu. Có quãng con hươu, con nai, con hổ vọt từ bờ này sang bờ bên kia. Ta có thể là gì? Kem đứng bên này, nhẹ tay
ném một hòn đá qua bên kia vắt. Rồi gì nữa? Rồi khi mà đi qua quãng sông này, đúng chưa nào? Thì giống như là gì các em? Giống như là nhìn lên trên vách đá đó, như là gì đây? Nhìn lên trên tầng nhà thứ mấy nào vừa tắt phục đèn điện. Bởi vì tại đây dưới lòng sông, đúng chưa, là đúng ngọ mới có mặt mặt trời. Thì các em thấy là cái chỗ mà chiệt lại như vậy, dòng chảy của nó vô cùng mạnh, mạnh liệt, đúng chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ ghi một vài ý để cho nhớ. Đó là gì các em? Chẹt lòng sông Đà. Như một cái ít hầu. Đứng bên này bờ, nhẹ tay ném hòn đá qua bên kia vắt. Con nai con hổ nhảy vọt sang bờ bên kia. Rồi gì nữa? Đúng ngọ mới có mặt trời. Đây là đặc điểm đầu tiên, chi tiết đầu tiên để chúng ta khẳng định sông Đà là một con sông vô cùng hùng vĩ và dữ dội. Hùng vĩ của sông Đà không phải chỉ có thác đá mà còn là những cạnh đá bờ sông dựng vách thành. Có chỗ chẹt lòng sông Đà như một cái ít hầu, có đoạn đứng bên ngoài bờ, nhẹ tay ném một hòn đá qua bên kia vắt. Và cũng có đoạn là con nai con hổ vọt từ bờ này sang bờ bên kia. Thì cái đấy là qua những đoạn này, giữa trưa vẫn cảm thấy lạnh. Nhìn lên như là gì kem? Ngóng vọng ở trên tòa nhà thứ mấy nào vừa tắt phục đèn điện. Cái nấy đây là cái nét đầu tiên trong cái sự dữ dội của sông Đà. Và nhà văn Nguyễn Vân đã vận dụng những cái kiến thức của mình về con sông này để cho nó hiện diện trên trang giấy vô cùng sinh động và hấp dẫn, đúng chưa nào? Bây giờ chúng ta sang cái nét thứ hai. Yếu tố thứ hai thì cái đấy nhà văn Nguyễn Công đã cung cấp cho chúng ta những tri thức rất là hay, đúng chưa nào? Rất là chuẩn xác về sông Đà. Đây là một quãng và nhà văn chỉ chọn lựa những cái quãng đặc sắc để cung cấp cho chúng ta. Lại như quãng mặt ghềnh Hát Lón, dài hàng cây số, nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió. Chúng ta ghi ý thứ hai. Lại như quãng mặt ghềnh Hát Lón. Dài hàng cây số. Nước xô đá. Phải đá xô sóng. Phải sóng xô gió. Cuồn cuộn luồng gió vùng ghè suốt năm. Như muốn đòi nợ suýt.
Người lái đò nào đi ngang qua đấy? Tóm được em ha. Em thấy đây là một dẫn chứng rất là đặc sắc. Về gì em, về cá tính của sông Đà, hình như đến đây thì con sông này không còn là một con sông nữa, mà nó giống như là gì em, là một nhân vật nhà văn là rất khéo léo tưới linh hồn vào nó, đúng chưa nào, để nó hiện lên trên trang văn sinh động như thế này, lại như ghẻn quảng mặt ghềnh hát long dài hàng cây số. Ở đây có nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió, lối viết tài hoa và cấu trúc trùng điệp như thế này cho chúng ta thấy thác lũ là gì em, ghềnh thác bất tận ở trên sông, sông Đà đúng chưa nào. Cuồn cuộn luồng gió gùng ghè suốt năm, như muốn đòi nợ suýt người lái đò nào tóm được khi đi ngang qua đấy. Nghĩa là đòi nợ mà người ta không nợ mà theo đòi, đúng chưa nào? Đó, lắm bền lắm chứng như vậy. Nhưng mà không chỉ dừng lại ở đây khen, còn quản gì? Quản tà mường tát. Chúng ta sẽ làm cái này cho nó phân biệt. Thứ ba là quảng tà mường vát phía dưới Sơn La. Trên sông có những cái hút nước. Trên sông có những cái hút nước. Như cái giếng bê tông. Hạ xuống sông để chuẩn bị làm móng cầu. Nước ở đây thở và kêu như cửa cống trái bị sập. Rồi nước ạt ạt lên như vừa rót dầu sôi vào. Thì sẽ bị cái hút nước đó nó như thế nào em, nó lôi tụt xuống. Có những bè gỗ rừng ghen ngang đi lại qua đấy thì bị những cái hút nước này nó hút sâu xuống lòng sông, và dăm 10 phút sau thì thấy tan xác ở quận sông, sông dưới. Em hình dung ra cái sự dữ dội của một cái đặc điểm này chưa? Rõ ràng là gì em, cái con sông này nó vô cùng là gì đây? Dữ dội đúng chưa nào? Đầu tiên là cảnh đá bờ sông dựng vách thành, triệt lòng sông Đà như một cái hít hầu. Quảng mặt ghềnh hát lón, nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió. Quảng tà mường vát phía dưới Sơn La, trên sông có những cái hút nước như chiếc giếng bê tông hạ xuống sông để chuẩn bị làm móng cầu. Đó là những cái hút nước mà gì cái mà xoáy tích đáy,
đúng không? Và nhà văn Nguyễn Tân đã cung cấp cho chúng ta một cái chi tiết mà đậm chất điện ảnh, nghĩa là có một cái anh nghệ sĩ quay phim nào đấy, đúng không? Rồi gì các em, rồi ảnh ngồi trên con thuyền cho cả mình cả mấy ảnh xuống cái hút nước đó, thì rõ ràng nhìn thấy giống như là gì đây, nó xoáy tít như một chiếc gậy đánh đánh phèn, đúng chưa nào? Thì rất là sinh động và rất là độc đáo do cái văn phong của Nguyễn Tân, cũng như là gì các em, sự an tường về ngành nghệ thuật của Nguyễn Tân, đúng không? Và cũng không chỉ dừng lại ở đây các em, mà còn nữa, cái sự dữ dội của con sông Đà đó là gì đây? Chính là Hạc Trận trên sông. Hạc Trận trên sông, nhà văn Nguyễn Tân đã mô tả đá ở đây nghìn năm vẫn mai phục hết trong lòng sông. Mỗi lần có chiếc thuyền nào là gì cam, là ngang ngang đi lại đến cái đoạn ầm ầm mà quạnh hiu này, thì một số hòn bèn nhổm cả dậy để vồ lấy thuyền. Mặt hòn nào cũng nhấm nhấm méo mó, nó đứng, nó ngồi, nó nằm tùy theo sở thích tự động của đá to đá bé, đúng chưa nào? Cái này nó giống như là một con người đang khiêu khích, nó giống như là một kẻ thù số một của người lái đò tay bắt, đúng chưa nào? Các em ghi Hạc Trận trên sông để chúng ta ghi thành hai ý. Ý thứ nhất, đá ngàn năm vẫn mai phục hết trong lòng sông. Khi có chiếc thuyền nào đi lại cái quãng ầm ầm mà quạnh hiu này, thì một số hòn bèn nhổm dậy để vồ lấy thuyền. Mặt hòn nào cũng ngổ ngược, mặt hòn nào cũng ngổ ngược, hòn nào cũng nhăn nhúm méo mó. Và nó đứng, nó ngồi, nó nằm tùy theo sở thích tự động của đá to đá bé. Thứ hai là gì các? Là ba trùng vi thật trần mà nó bày trên sông. Ở trùng vi thứ nhất, nó chia thành năm cửa, có bốn cửa tử và một cửa sinh. Ở trùng vi thứ hai, tăng thêm nhiều cửa tử. Và ở trùng vi thứ ba, bên phải bên trái đều là luồng chết. Cái luồng sống nó nằm ngay giữa con hát, đúng chưa nào? Ba trùng vi thạch trận này chúng ta sẽ được làm rõ ở trong phần gì các? Ở trong phần người lái đò sông Đà, để chúng ta thấy sự tài hoa của ông lái đò. Cô nói lại cái đoạn Hạc Trận trên sông, đá ở đây nghìn năm vẫn mai phục hết trong lòng sông. Mỗi lần cái chiếc thuyền nào xuất hiện ở cái quãng ầm ầm mà quạnh hiu này, thì một số hòn bèn nhổm cả dậy để vồ lấy thuyền. Mặt hòn nào cũng ngổ ngược, hòn nào cũng nhăn nhúm méo mó như cái mặt nước chỗ này.
và nó chia làm ba trùng vi thạch trận. Ở trùng vi thứ nhất thì chia thành năm cửa, có bốn cửa tử, một cửa sinh. Cửa sinh nằm lập lờ bên phía tả, tả ngàn, đúng chưa nào? Nhà văn lại sử dụng cái từ gì? Cái lập lờ nghĩa là để dẫn dụ con thuyền. Ở trùng vi thứ hai nhiều cửa hơn, và cửa sinh lại bố trí lệch qua phía bờ hữu, hữu ngàn. Đầu tiên là tả ngàn, sau đó là gì các? Là hữu ngàn, đúng chưa nào? Và ở trùng vi thứ ba, bên phải bên trái đều là luồng chết. Cái luồng sống nó nằm ngay giữa chân con thác, đúng chưa nào? Và đây là gì các em? Thạch trận trên sông thách thức cái gì đấy? Cái tay lái của người lái, lái đò. Nhưng mà các em thấy không chỉ có đá, đúng không? Không chỉ có một cái địa hình hiểm trở như vậy, mà con sông Đà ở đây còn là một cái kẻ thù số một. Khi mà phối hợp với đá, nước thác reo hò làm thanh viện cho đá. Một cái đặc điểm nữa vô cùng là gì các em, đặc sắc của sông Đà, đó chính là gì đây? Thác nước. Ý cuối cùng đó là thác nước. Tiếng nước thác nghe như là khiêu khích gì? Khiêu khích nào? Rồi van xin, rồi oán trách, rồi gì các em? Nó rống lên như tiếng 1000 con trâu mộng. Đang lồng lộn giữa rừng vầu, rừng tre rứa nổ lửa. Đó là nét thứ tiếp theo thể hiện cái sự dịu dàng của sông Đà. Chúng ta nhìn lại với cái sự an tường về nhiều lĩnh vực nghệ thuật, đúng chưa nào? Với cái sự hiểu biết sâu sắc về con sông Đà, nhà văn không chỉ cung cấp cho chúng ta những kiến thức cơ bản về sông Đà, và với một cái văn phong tài hoa, nhà văn đã lay con sông Đà dậy, tưới linh hồn vào nó để nó hiện diện trên trang giấy với tính cách hùng vĩ và dữ dội, đúng chưa nào? Hùng vĩ của sông Đà không phải chỉ có thác đá mà còn là những cảnh đá bờ sông dựng vách thành. Quảng mặt ghềnh thác lớn dài hàng cây số, nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió. Nó giống như là một con người lắm bệnh lắm chứng, cuồn cuộn luồng gió gùng ghè suốt năm, như muốn đòi nợ suýt bất cứ người lái đò nào tóm được khi đi ngang qua đó. Lại như quảng tà mường vác, trên sông có những cái hút nước như cái giếng bê tông thả xuống sông để chuẩn bị làm móng cầu. Nước ở đây thở và kêu như cửa cống cái bị sặc, nước ạt ạt lên như vừa rót dầu sôi vào. Ngoài ra là gì các em? Còn những thạch trận trên sông, đá ngàn năm vẫn mai phục hết trong lòng sông. Mỗi lần có chiếc thuyền nào đi đến đây thì một số hòn bị nhổm cả dậy để vồ lấy thuyền. Mặt hòn nào cũng hổ ngược, hòn nào cũng nhăn nhúm méo mó, và nó mở ra ba trùng phi thạch trận để thách thức con thuyền. Và cuối cùng là gì các em? Phối hợp với đá, nước thác reo hò làm thanh viện cho đá. Tiếng thác nước nghe như là oán trách gì, rồi lại như là van xin, rồi lại như là khiêu khích, giọng gằn mà chế nhạo, rồi nó rống lên như tiếng hàng ngàn con trâu mộng đang lồng lộn giữa rừng vầu, rừng che nứa nổ lửa.
Và đàn trâu như phá tan rừng lửa, rừng lửa da trâu da cháy bùng bùng, đúng chưa nào? Cái mấy là cái văn phong của Nguyễn Tân rất phù hợp với những cái dự dội thác ngàn như thế này. Và trong ngòi bút của Nguyễn Tân, sông Đà hùng vĩ và dữ dội, nó được xem như là gì kem? Kẻ thù số 1 của con người Tây Tây Bắc, đúng chưa nào? Chúng ta sẽ ghi đây là kẻ thù số 1. Đời đời kiếp kiếp làm mình làm mẩy với con người Tây Bắc. Ở cái đặc điểm thứ nhất thì nhà văn Nguyễn Tân đã so sánh đối với người dân Tây Bắc thì con sông Đà là một kẻ thù số 1, đời đời kiếp kiếp làm mình làm mẩy với con người Tây Bắc. Nhưng mà với một con người tài hoa, tài tử thì phát hiện ra vẻ đẹp của con sông Đà, nhà văn Nguyễn Tân không chỉ là gì khen nhìn thấy sự dữ dội mà ông còn nhìn thấy cái nét thơ mộng và trữ tình cũng như là cái vẻ đẹp diễm lệ của nó, đúng chưa nào? Và chúng ta sẽ tìm hiểu ở đặc điểm thứ hai, một con sông thơ mộng và trữ tình. Và cái nét thơ mộng và trữ tình đầu tiên của sông Đà được khắc họa đặc điểm nào các em? Đó chính là hình dáng của sông Đà. Nếu mà có dịp nhìn từ trên đỉnh trên cao nhìn xuống quê hương đất nước mình thì chúng ta sẽ thấy những con sông tải ra, đúng như nào, những nét sông rất đẹp, rất là hiền hòa. Và người ta không bao giờ nhìn thấy được cái thác lũ trên sông Đà, mà từ trên tàu bay nhìn xuống, con sông Đà tuôn dài như một áng tóc trữ tình. Đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc, bung nở hoa ban hoa gạo tháng hai và cuồn cuộn mù khói núi mè nước đốt nương nương sơn em ha. Chúng ta ghi nét đầu tiên của thơ mộng trữ tình là hình dáng của sông Đà. Sông Đà tuôn dài, rồi tuôn dài như một áng tóc trữ tình. Đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc. Đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc. Bung nở hoa ban hoa gạo tháng hai từ trên tàu bay nhìn xuống, con sông Đà tuôn dài như một áng tóc trữ tình. Đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc, bung nở hoa ban hoa gạo tháng hai và cuồn cuộn mù khói núi mèo đốt nương sơn. Các em thấy rõ ràng ở cái góc điệu của một nghệ sĩ tài hoa, nhà văn Nguyễn Tân đã gì các em nhìn sông Đà giống như gì đây, một mỹ nhân, đúng chưa nào? Và cái nét thơ mộng thứ hai của sông Đà, nó thể hiện được cái màu sắc của nó. Tôi đã từng vì kem say sưa ngắm làn mây mùa xuân bay trên sông Đà,
đã từng xuyên qua đám mây mùa thu để nhìn dòng nước sông Đà. Mùa xuân dòng xanh ngọc bích, chứ nước sông Đà không xanh màu xanh cánh hến của sông Gâm, sông Lô. Mùa thu nước sông Đà lừ lừ chín đỏ như da mặt một người bầm đi vì rượu nữa. Đó là cái vẻ bực bội và mỗi độ thu về. Và nhà văn đã cung cấp cho chúng ta một tri thức, đó là gì các em? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy con sông Đà là đen. Như thật dân Pháp đã đè ngửa con sông ta ra, đổ mật tàu vào và lếu láo gọi bằng một cái tên tay lếu láo. Đó là gì đây? Sông đen, đúng chưa nào? Các em thấy rõ ràng là gì đây? Nhà văn đã bộc lộ cái tình yêu quê hương đất nước sâu sắc trong những cái dòng văn đầy tài hoa như vậy, đúng chưa nào? Chúng ta sẽ ghi thứ hai là mùa xuân. Dòng xanh ngọc bích. Chứ nước sông Đà không xanh màu xanh canh hến của sông Gâm, sông Lô. Mùa thu nước sông Đà lừ lừ chín đỏ, như da mặt một người bầm đi vì rượu nữa. Đó là cái màu đỏ bực bội và mỗi độ thu về em ha. Đây là nét thứ hai, nó bộc lộ cái vẻ đẹp thơ mộng của sông Đà. Và qua đây chúng ta cũng cảm nhận được gì các em? Cái tình yêu sâu sắc của nhà văn dành cho con sông Tây Bắc thơ mộng và trữ tình này, đúng không? Thứ ba, các em thấy là nhà thơ sẽ có một nhà văn có một đoạn viết rất là tài hoa về sông Đà. Thuyền tôi trôi trên sông Đà. Các em thấy một cái đoạn, một cái câu văn toàn là thanh bằng, nó mở ra một cái không gian rất là dịu nhẹ, rất là đẹp, rất là thơ mộng. Thuyền tôi trôi trên sông Đà, cảnh bên sông ở đây lặng tờ, hình như từ đời Lý, đời Trần, đời Lê, quãng sông này cũng lặng tờ đến thế mà thôi. Thuyền tôi trôi qua một nước ngô, mới nhú lên mấy bức ngô non đầu mùa, cỏ xanh đồi núi đang ra những nọ mứt. Một đàn hương cúi đầu mốt bức cỏ xanh đậm sương đêm, bờ sông hơi dài như một bờ tiền sử, bờ sông hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích tuổi xưa. Thuyền tôi trôi trên dải sông Đà bọt nước lên bên, bao nhiêu cảnh bấy nhiêu tình của một người tình nhân chưa quen biết. Có lần tôi nhìn sông Đà như nhìn một cố nhân. Các em thấy là qua những cái câu văn tài hay như vậy thì chúng ta thấy không phải nhà văn Nguyễn Công chỉ coi sông Đà là một mỹ nhân, đôi khi là gì các em? Nó còn là một cố nhân, đôi khi nó lại là gì đây? Một người tình nhân chưa quen biết, đúng chưa nào? Chúng ta sẽ ghi bờ bãi sông Đà, bờ sông Đà. Bãi sông Đà. Chuồn chuồn bướm bướm trên sông Đà, ba chấm. Bờ sông Đà, bãi sông Đà, chuồn chuồn bướm bướm trên sông Đà. Bờ sông hơi dài như một bờ tiền sử. Bờ sông hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích tuổi xưa.
Cha ơi, trong con sông như thấy nắng giòn tan sau kỳ mưa dần, như nối lại chim bao đất quảng. Bờ sông Đà, bãi sông Đà, chuồn chuồn bướm bướm trên sông Đà. Bờ sông hoang dại như một bờ tiền sử, bờ sông hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích tuổi xưa. Cha ơi, trong con sông như thấy nắng giòn tan sau kỳ mưa dầm, nhưng nói lại chim bao đất quảng. Cái này rõ ràng là chúng ta đều cảm nhận được một tình yêu sâu thẳm của nhà văn gửi gắm vào sông, sông Đà, đúng chưa nào? Tiếp tục, một ý cuối cùng là gì các? Thuyền tôi trôi trên dải sông Đà, bọt nước lên bên. Bao nhiêu cảnh bấy nhiêu tình, với bờ bãi với những đàn hươu cúi đầu ngốn bút cỏ xanh đậm sương đen. Khung cảnh tuyệt vời thơ mộng, và chúng ta thấy đối lập hoàn toàn với gì các em? Với kẻ thù số 1, đúng chưa nào? Ở bên này, trong cảm nghiệm của nhà văn Nguyễn Vân thì con sông Đà không chỉ là một mỹ nhân mà nó còn là một cố nhân và nó còn là một tình nhân chưa quen biết, đúng chưa nào? Đối lập với kẻ thù số 1 thì ở bên này chúng ta thấy con sông Đà là gì đấy? Trong cảm nghiệm của nhà văn, sông Đà là một mỹ nhân. Phải một cố nhân và cũng là một tình nhân. Với sự an tường về con sông này, sự hiểu biết về gì các em, tất cả các khí chất của nó, nhà văn Nguyễn Vân đã ban tặng cho chúng ta những trang văn rất đẹp mô tả con sông Đà. Ở đây con sông thơ mộng trữ tình được nhà văn khắc vào những cái đặc điểm: từ trên tàu bay nhìn xuống, sông Đà tung dài như một án tóc trữ tình, đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc, bung nở hoa ban hoa gạo tháng hai và cuồn cuộn mùa khói núi mềm đốt nương xuân, người ta sẽ không tìm thấy được là gì các em, là cái sự hung dữ của nó, đúng chưa nào? Và mùa xuân dòng xanh ngọc bích, mùa thu nước sông Đà lừ lừ chín đỏ như da mặt một người bầm đi về rượu bữa, đó là cái màu đỏ bực bội và mỗi đồ thu về. Các em hãy học tùy bút là chúng ta phải nhớ được dẫn chứng, đúng chưa nào, thì mới có thể làm bài được. Ở đây là những dẫn chứng vô cùng cơ bản các em ha. Nhà văn đã cung cấp cho chúng ta những cách nhìn về sông Đà.
Tôi đã từng say sưa ngắm làn mây mùa xuân bay trên sông Đà, đã từng xuyên qua đám mây mùa thu để nhìn dòng nước sông Đà. Mùa xuân, dòng xanh ngọc bích trên nước sông Đà không xanh màu xanh thanh hiến của sông Gâm, sông Lô. Mùa thu nước sông Đà lừ lừ chín đỏ như da mặt một người mầm đi vì rượu nữa. Và nhà văn cũng cung cấp cho chúng ta những cách nhìn về sông Đà. Thuyền tôi trôi trên sông Đà, cảnh bên sông ở đây lặng tờ, hình như từ đời Lý, đời Trần, đời Lê, quãng sông này cũng lặng tờ đến thế mà thôi. Thuyền tôi trôi qua một nương ngô mới nhú lên, mấy bút ngô non đầu mùa, mà tình không một bóng người, cỏ xanh đồi núi đang ra những ngọn bức. Một đàn hư cúi đầu mấu bút cỏ xanh đậm sương đêm, bờ sông em dài như một bờ tiền sử, bờ sông hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích tuổi xưa. Cái này rõ ràng là không còn cái luồng gió buồn ghè. Tất cả đã bỏ lại trên đường buồn tây, tây bắc đúng chưa nào? Và về cây, thuyền tôi trôi trên, dải sông Đà bọt nước lên bên, bao nhiêu cảnh bấy nhiêu tình của một người tình nhân chưa quen, quen biết. Trong cảm thức và cái nhìn đầy tài hoa của nhà văn, thì sông Đà không chỉ là một mỹ nhân, mà nó còn là gì em? Cố nhân. Dẫu người cố nhân đó có lắm bệnh lắm chứng, lắm dịu dàng và gắt gỏng thắt lũ ngay đấy, thì tình yêu của nhà văn dành cho con sông này cũng không hề thay thay đổi. Đó cũng chính là tình yêu của con người Tây Bắc dành cho con sông quê quê hương đúng chưa nào? Và cuối cùng là gì khác? Đó là một người tình nhân. Một người tình nhân mà lúc là gì? Là gắt gỏng thác lũ. Lúc là gì khác? Bỗng chốc rất là dịu, dịu dàng. Và đây là hai đặc điểm đối lập của con sông Tây Bắc. Một con sông hùng vĩ và dữ dội, cùng với đó là gì khác? Một con sông thơ mộng và trữ tình, với sự an tường về kiến thức nhiều lĩnh vực nghệ thuật đúng chưa nào, thể thao đúng không? Nhà văn Nguyễn Tuân đã cho chúng ta một cái nhìn toàn diện về con sông Tây Bắc. Con sông bắt nguồn từ thượng nguồn tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, nhập quốc tịch của Việt Nam ngay tại Mường Tè, La Châu. Và ở trong gọi là trong cái khi mà chảy ở trên đất nước Việt Nam, lãnh thổ Việt Nam, là nó đã sống hết một cuộc đời của nó. Một cuộc đời vừa hào hùng vừa dữ dội và vừa thơ mộng trữ tình. Và đây là hai đặc điểm tạo nên hai sắc thái đối lập và vô cùng độc đáo, được Nguyễn Tuân là dì kem cảm nghiệm và tưới linh hồn vào con sông này để nó hiện diện trên trang viết trong những vần câu văn rất là tài hoa đúng chưa nào. Và với con sông hùng vĩ dữ dội, thơ mộng trữ tình như vậy, để chinh phục nó cần phải có một con người đầy bản lĩnh, vừa là một người chiến sĩ trên mặt trận vượt thác liêu ghề, vừa là một nghệ sĩ. Và đó chính là hình tượng người lái đò sông Đà. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu hình tượng thứ hai, người lái đò sông Đà. Theo ghi hình tượng người lái đò, hình tượng người lái đò sông Đà. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu một vài nét chung về người lái đò sông Đà. Trong tác phẩm của nhà văn Nguyễn Tuân thì người lái đò sông Đà hiện lên là gì khen? Vừa là người chiến sĩ và vừa là người nghệ sĩ. Và ông cũng đã bày tỏ tình cảm của mình dành cho người lái đò.
Đó là gì? Đây là một người lái đò 70 tuổi và ông đã dành phần lớn cuộc đời của mình để lái đò dọc sông Đà. Phen ghi ít nhất 70 tuổi. Dành phần lớn cuộc đời lái đò dọc trên sông Đà. Chấm. Trên sông Đà ông xuôi ông ngược hơn trăm lần rồi. Và chính tay giữ lái là hơn 60 lần. Ở ông lái đò này có một điều rất là đặc biệt. Đây là một con người rất giàu kinh nghiệm. Kinh nghiệm của ông lái đò được thể hiện rất là tài hoa khen. Nó như là một nghệ sĩ. Đối với người lái đò, sông Đà như một trường thiên anh hùng ca. Và ông mà ông đã thuộc cả những chỗ chấm than, chấm tô và những đoạn xuống dòng, đúng chưa nào? Theo nghi với người lái đò. Sông Đà như một trường thiên anh hùng ca. Mà ông đã thuộc cả những chỗ chấm than, chấm câu và những chỗ xuống dòng, đúng chưa nào? Và cái sự tài hoa của ông lái đò được bộc lộ ở chỗ là gì các em? Ông đã dùng mắt mà nhớ tỉ mỉ như đóng đanh vào lòng tất cả những luồng nước của tất cả những con thác hiểm trở. Lấy mắt mà nhớ tỉ mỉ. Như đóng đanh vào lòng. Tất cả những luồng nước của tất cả những con thác hiểm trở. Chúng ta chỉ cần nhớ hai nét này về người lái đò. Nét chung, ông lái đò Lai Châu 70 tuổi dành phần lớn cuộc đời mình để lái đò dọc sông Đà. Trên sông Đà, ông xuôi ông ngược hơn trăm lần rồi và chính tay giữ lái 60 lần. Với người lái đò, sông Đà như một trường thiên anh hùng ca mà ông đã thuộc và nhớ cả những dấu chấm than, những dấu chấm câu và cả những đoạn xuống dòng. Sự tài hoa đó được thể hiện ở cái việc ông lấy mắt mà nhớ tỉ mỉ như đóng đanh vào lòng tất cả những luồng nước của tất cả những con thác hiểm trở, khen hoa. Và ngoài ra thì nhà văn Nguyễn Vân còn dành rất là nhiều ngôn từ để mô tả về ngoại hình của sông của ông lái đò. Ví dụ, tay ông lêu nghêu như cái sào, chân ông lúc nào cũng phình phình như muốn kẹp lấy một cái cuốn lái tưởng tượng. Giọng ông thì ồ ồ như tiếng nước trước mặt ghềnh sông. Những giới con thì vội vội như lúc nào cũng mong chờ một cái bến xa nào đó trong sương mù. Các em thấy rõ ràng là với cái sự tài hoa trong nghệ thuật miêu tả, nhà văn Nguyễn Vân đã cho chúng ta cảm nhận
về người lái đò sông Đà, hình như là dì Cam, cái nghề chèo đò ông đã đạt đến trình độ nghệ thuật xứng đáng là một nghệ sĩ trên mặt trận vượt thác leo ghề, đúng chưa nào? Và bây giờ chúng ta sẽ đi nét đầu tiên của ông lái đò. Nếu con sông Đà là một con sông hung bạo dữ dội thì ông lái đò phải là gì Cam? Một chiến sĩ dũng cảm, đúng chưa nào? Cam đi thứ hai. Ông lái đò chiến sĩ. Ông lái đò là biểu tượng cho quan niệm về một người anh hùng. Người ta vẫn coi cái gì Cam, cái quan niệm về những con người cưỡi gió, đạp sóng là quan niệm của một người anh hùng. Và ông lái đò ở đây đúng nghĩa là như vậy, đúng chưa nào? Là một người chiến sĩ trên mặt trận vượt thác leo ghề. Chúng ta học ở cái phần con sông Đà rồi, đúng không Cam? Đối với con sông mà đá ngàn năm ở đây vẫn mai phục hết trong lòng sông, mỗi lần có chiếc thuyền nào vào cái quãng hầm hầm mà quặn hiu này thì một số hòn bèn nhổm cả dậy để vồ lấy thuyền. Mặt hòn nào cũng ngổ ngược, hòn nào cũng nhăn nhúm méo mó. Rồi với một con sông mà phối hợp với đá, nước thác reo hò làm thanh viện cho đá, đúng chưa nào? Nước ở đây thở và kêu như cửa cống cái bị sặc, nước ạt ạt lên như vừa rót dầu sôi vào. Rồi tiếng thác nước nghe như là oán trách gì, rồi lại như là van xin, rồi lại như là khiêu khích, giọng gằn mà chế nhạo. Rồi nó rống lên như tiếng 1000 con trâu mộng đang lồng lộn giữa rừng vầu rừng tre nứa nổ lửa. Cam thấy là với một con sông như vậy, hung bạo như vậy, đúng chưa nào? Nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió như vậy, mà nó bày ra ba thạch trận như vậy, thì người lái đò phải là một người chiến sĩ có đầy đủ bản lĩnh, đúng chưa nào? Và Cam thấy ông lái đò đích thực là một người chiến sĩ như vậy qua ba trùng vi thạch trận, đúng chưa nào? Ở đây chúng ta ý thứ nhất là gì? Là người chiến sĩ trên mặt trận vượt thác leo ghề. Để chiến đấu với con sông Đà hung bạo, thì ông lái đò cần phải gì Cam? Dũng cảm. Mưu trí. Vân vân. Bởi vì chỉ cần một chút là dạy Cam dài tay dài mắt thì phải gì đây? Trả giá bằng cả tính mạng của mình, đúng chưa nào? Và ông lái đò chiến sĩ được thể hiện qua ba trùng vi thạch trận. Ba trùng vi thạch trận. Ở vòng 1, vòng 1 thì sao Gan? Ông là con sông Đà mở ra 5 cửa. Mở ra 5 cửa.
có bốn cử tử. Một cửa sinh, và cửa sinh nằm lập lờ bên phía tả ngài. Mở ra năm cửa có bốn cửa tử, một cửa sinh. Kem lấy để chiến thắng con sông Đà hung bạo, thì người lái đò đã nắm vững tất cả về kem chiến thuật của sông sông Đà. Ở đây chúng ta dễ dàng nhìn thấy nhà văn Nguyễn Vân đã vận dụng những cái hiểu biết của mình trong chiến trận, trong chiến thuật, trong binh pháp. Giống như nào? Điều đầu tiên để chiến thắng con sông Đà là phải hiểu nó, đúng không? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cho nên là người lái đò này phải hiểu con sông Đà, phải thuộc lòng tính nét của nó, và phải nhớ như đóng đinh vào lòng tất cả những luồng nước của tất cả những con tháp viện trợ. Và ông đò để nắm toàn bộ chiến thuật để chiến thắng lại con sông sông Đà. Cho nên là trước cái việc mà nó mở ra năm cửa, có bốn cửa tử, một cửa sinh, mà cửa sinh nằm lập lờ bên phía tả ngạn, thì ông lái đò như thế nào các em? Rất là bình tĩnh, rất là tự tin lái con thuyền vượt qua ghề thác. Chúng ta đối lập ở đây, bên này ông lái đò. Hiểu sâu sắc sông Đà, và vì em luôn bình tĩnh và tự tin. Đó. Sau đó ông biết cái vị trí cái cửa sinh nó là ở đâu, đúng chưa nào? Và các em thấy là con sông Đà đã đưa ra những cái miếng đòn vô cùng hiểm độc, một cái luồng nước bất đắc chí bóp chặt lấy hạ bộ người lái đò, rồi nó là gì, các em tung ra những cái miếng đòn vô cùng hiểm độc. Rồi các em thấy là những cái luồng nước là gì đây, nó gọi là nó thúc mạnh vào bụng và hông thuyền, đá trái rồi thúc gối vào bụng và hông thuyền. Thì các em thấy khi mà sông Đà tung ra những cái ngón đòn hiểm độc như vậy thì người lái đò đã sợ sợ như thế nào, đã chiến đấu như thế nào các em ơi? Sông Đà tung ra những miếng đòn hiểm độc, là gì các em? Áp sát vào bụng và hông thuyền, đá trái thúc gối, đúng chưa nào? Rồi gì đây? Rồi luồng nước bất đắc chí bóp chặt lấy hạ bộ người lái đò. Rồi gì nữa các em? Rồi có những lúc là gì đây? Nó đẩy thuyền cao lên, đúng không? Để gọi là muốn lật ấp con thuyền. Thì các em thấy là ông đò vẫn ghì cương lái, hai chân vẫn kẹp chặt lấy cuốn lái. Như cái luồng nước là gì đây? Nó đánh vào chỗ hiểm, đúng chưa nào? Và cuối cùng là gì các em? Ông đò vẫn nhớ mặt bọn này, cho nên là gì đây? Ông đã chiến thắng được con sông sông Đà. Đó, miếng đòn hiểm độc, ông đò vẫn cố nén vết thương. Vẫn kẹp chặt cuốn lái. Vẫn luôn bình tĩnh. Để phá trùng phi thạch trận thứ nhất.
Và trước khi đi vào trùng vi thạch trầm vòng thứ hai thì chúng ta sẽ nhìn lại ở trùng vi thạch trầm vòng thứ nhất. Thì các em thấy là thạch trầm dàn bày vừa xong thì cái thuyền vụt tới phối hợp với đá, nước thác reo hò làm thanh viện cho đá. Có một hòn đá là gì? Các em hất hàm hỏi con thuyền, có gì hỏi thì gì đây, tiến vào và phải xưng tên tuổi trước khi giao chiến. Và các em thấy là nước thác là gì đây? Nó nhiều khi là gì? Đội cả thuyền lên, đúng chưa nào? Giữa một cái trận nước vang trời thanh lam não bạc như vậy, vẫn nghe rõ tiếng chỉ huy ngắn gọn và tỉnh táo của người cầm lái. Thì chúng ta thấy là để chiến đấu lại những cái miếng đòn hiểm độc của sông Đà thì ông lái đò phải gì em? Phải luôn luôn bình tĩnh là gì đây? Và tự tin để lái con thuyền vượt qua ghềm thác. Ngay cả khi bị thương thì ông đò vẫn cố nén vết thương, hai chân kẹt chặt lấy cuốn lái. Và những con sóng là gì em? Nó cứ là gì đây? Đá trái, thúc gối, đánh hồi lùng, đánh đòn tỉa, đánh đòn âm vào chỗ hiểm. Nhưng mà rõ ràng chống lại điều đó là một người chiến sĩ rất là bình tĩnh, rất là gan dạ và cũng rất là tự tin, đúng chưa nào? Chúng ta có thể đọc kỹ lại trong sách giáo khoa về cái đoạn vượt qua trùng vi thạch trầm vòng thứ nhất. Chúng ta nhớ có một câu là có lúc chúng đội cả mình lên thuyền lên giữa một trận nước vang trời thanh lai não bạc như một đô vật tấm thắt lưng ông đò, như là gì kem? Như lật ngửa bụng thuyền ra giữa một trận nước như vậy. Nhưng mà nhiều khi là gì đây? Ông đò vẫn luôn luôn là gì? Là rất là tỉnh táo, đúng chưa nào? Rồi gì nữa kem? Sóng thác đánh đến một miếng đòn rất là hiểm độc, đúng chưa nào? Làm cho ông đò bị thương, nhưng mà ngay cả bị thương thì vẫn luôn luôn là gì đây? Là tỉnh táo. Và phá xong trùng vi thạch trận vòng thứ nhất là phải phá luôn trùng vi thạch trận vòng thứ hai. Và gì kem? Và nổ luôn chiến thuật, đúng chưa nào? Chúng ta sang vòng 2. Ở con sông Đà thì sao đây? Thì tăng thêm nhiều cử tử. Cửa sinh bố trí lệch qua phía bờ hữu ngạn. Cửa sinh bố trí lệch qua phía bờ hữu ngạn. Và với con sông Đà thì với cái sự thay đổi chiến thuật như thế này thì ông đò là gì kem? Là phá xong trùng vi thạch trầm vòng thứ nhất, phá luôn trùng vi thạch trầm vòng thứ hai. Và gì đây? Và đổi luôn chiến thuật. Đổi luôn chiến thuật. Và ở đây thì các em thấy là ông lái đò cũng gì các em? Nắm chặt được những cái chiến thuật của sông Đà, cho nên là ông cũng rất là bình tĩnh. Và các em thấy là những cái luồng thác là gì đây? Hùng hục, tế mạnh trên sông Đá, đúng chưa nào? Và ông đò cố gắng là gì các em? Lái miết một đường, phóng nhanh vào gì đây? Vào cửa sinh. Có một bọn đá, nó đứng ở cửa là gì đây? Nó đòi níu con thuyền, lôi vào tập bè tử tử. Nhưng ông đò vẫn nhớ mặt bọn này. Đứa thì gì đây? Ông đè sấn lên, đúng như nào? Đứa thì gì đây? Ông chặt đứt ngang để mở đường tiến. Và cuối cùng chỉ còn thằng đá tướng đứng chiến ở cái cửa vào, tiêu nghịu cái mặt xanh lè thất vọng, đúng chưa nào? Kem ghi trên sông Đà là dòng thác hầm beo. Và
té mạnh trên sông đá. Bên này, ông đò đã nắm chắc được. Luồng sinh lái miết một đường, và một bọn đá định lôi con thuyền vào tập đoàn cửa tử. Thì ông đò vẫn nhớ mặt bọn này. Ông đò vẫn nhớ mặt bọn này. Và sau đó là gì Khang? Là bọn thác đá là gì đây? Vẫn không ngừng khiêu khích. Thác đá vẫn không ngừng khiêu khích. Tại vì ông đò vẫn luôn bình tĩnh. Vì đã nắm được binh pháp của thần sông thần đá. Đến trùng vi thạch trận vòng thứ ba. Đem sang trùng vi thạch trận vòng ba. Bên phải bên trái đều là luồng chết. Luồng sóng nằm ngay giữa con thác. Là người lái đò thì sao các em? Phóng thẳng thuyền. Thuyền như một mũi tên tre xuyên nhanh qua hơi nước. Vừa xuyên được, vừa tự động lái được, lượn được. Các em thấy là ở trong ba trùng vi thạch trận này thì nhà văn Nguyễn Pon đã xây dựng bằng tất cả sự am hiểu của mình về nhiều ngành nghệ thuật, đúng chưa nào? Để xây dựng nên một cuộc chiến vô cùng sinh động và khốc liệt, có thể là gì Cam phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, đúng chưa nào? Ở trùng vi thứ nhất thì sông đà mở ra năm cửa, có bốn cửa tử một cửa sinh. Thạch trận dàn bày vừa xong thì cái thuyền vụt tới phối hợp với đá, nước hát reo hò làm thanh viện cho đá. Những hòn đá bệ vệ oai phong lẫm liệt,
Những hòn là gì canh? Hất hàm hỏi con thuyền, có giỏi thì xưng tên tuổi trước khi giao chiến. Đúng chưa nào? Rồi trong cái cuộc chiến ở Trùng Vi Thạch Trận thứ nhất, chúng ta thấy là gì đây? Có một người chiến sĩ trên mặt trận vượt thác leo ghềnh, lái con thuyền vượt qua ghềnh thác. Dòng thác hùm beo hồng hộc tế mạnh vào hông thuyền. Vào là gì Cam? Bẻ gãy cái mái chèo trên cánh tay của người lái đò. Đúng chưa nào? Rồi đá thác trái, rồi thúc gối, rồi gì Cam? Định lật ngửa bụng thuyền ra giữa một trận nước vang trời thanh la não bạc. Nhưng ông đò vẫn không hề neo nao núng, trên con thuyền xấu bơi chèo vẫn nghe rõ tiếng chỉ huy ngắn gọn và tỉnh táo của người cầm lái. Ngay cả khi bị thương, ông đò vẫn cố nén vết thương, tay vẫn chân vẫn kẹp chặt lấy cuốn lái. Như cái luồng sóng đục đánh hồi lùng, đánh đòn tỉa, đánh đòn ông vào chỗ hiểm. Đúng chưa nào? Và khi phá tan Trùng Vi Thạch Trận vòng thứ nhất, ông đò là gì đây? Phá luôn Trùng Vi vòng thứ hai. Ông đò đã nắm chắc binh pháp của thần sông thần đá và theo ông cưỡi lên thác sông Đà, phải cưỡi đến cùng như là cưỡi hổ. Biểu tượng của người anh hùng đúng không? Dòng thác hùm beo tế mạnh trên sông đá, thì ông đò đã nắm được luồng sinh, lái biết một đường chéo. Và dì Cam khi bọn đá đứng ở cửa vào muốn tấn con thuyền để lôi vào tập đoàn ngự tử, thì ông đò vẫn nhớ mặt bọn này. Đứa thì ông tránh mà rảo bơi chèo lên, đứa thì ông sấn ngang và dì Cam là mở đường tiến. Đúng chưa nào? Sau đó bọn chúng không hề khiêu khích, chỉ còn thằng đá tướng đứng chiếm ở cái cửa ra vào, tiêu nghịu cái mặt xanh lè thất vọng vì đã dì Cam đã thua con thuyền. Cam thấy rõ ràng đây là kẻ thù số 1 của người lái đò, đúng không? Và chỉ có đối diện như vậy thì con người mới lột tả được hết cái gì, cái sự hào hùng, đúng chưa nào? Và Cam thấy đến Trùng Vi Thạch Trận vòng thứ ba, đúng chưa nào? Cuối cùng là gì? Vòng này là vòng cuối cùng. Và bên phải bên trái đều là luồng chết, cái luồng sóng ngay ở giữa con thác. Và ông đò đã xử lý như thế nào? Ông đò đã gì Cam? Đã vút vút cửa ngoài cửa trong, lại cửa trong cùng. Thuyền như một mũi tên tre xuyên nhanh qua hơi nước, vừa xuyên vừa tự động lái được, lượn được. Thế là hết thác. Cam thấy rõ ràng là ở người lái đò sóc đà là biểu tượng của gì Cam? Sức mạnh của những người anh hùng, những con người mà như nhà thơ Tố Hữu đã ca ngợi, yêu biết mấy, những con người đi tới hai cánh tay như hai cánh bay lên, ngực dám đón những phong ba dữ dội, chân đạp bùn không sợ các loài sen. Và yêu biết mấy, những bước đi dám đứng của đời ta chập chững buổi đầu tiên, tập làm chủ, tập làm người xây dựng, dám vươn mình cai quản lại thiên nhiên. Đó là biểu tượng của những con người anh hùng trong cuộc sống lao động. Và Cam thấy ở họ cũng có những cái vẻ hào hùng, dũng cảm, bình tĩnh, tự tin, bản lĩnh. Và với nhà văn Nguyễn Tuân thì sao? Thì đây chính là chất vàng 10 đã qua thử lửa, là chất vàng 10 của tâm hồn Tây Bắc, đúng chưa nào? Cam thấy là ở ba Trùng Vi Thạch Trận này, đặc biệt là gì Cam? Trùng Vi Thạch Trận vòng thứ ba, nhà văn đã sử dụng một lớp ngôn từ giàu chất anh hùng ca. Và khi mà con thuyền cỡ con sông Đà mở ra bên phải bên trái đều là luồng chết, thì nhà văn đã viết vút vút cửa ngoài cửa trong, lại cửa trong cùng. Thuyền như một mũi tên tre xuyên nhanh qua hơi nước, vừa xuyên được vừa tự động lái được, lượn được. Thế là hết thác. Và cuộc chiến với ba Trùng Vi Thạch Trận này nó giống như là một trận chiến giữa con người và thiên nhiên, mà ở đó con người khẳng định được giá trị của bản thân mình. Trong một cái thiên nhiên hùng vĩ và dữ dội như vậy, đời đời kiếp kiếp là mình làm mãi vô vội vã như vậy, thì con người phải gì Cam? Phải can đảm, đúng chưa nào? Phải dũng cảm như một người chiến sĩ trên mặt trận vũ trang. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu nét thứ hai của người lái đò sông Đà. Với một nhà văn tài hoa tài tử như Nguyễn Tuân,
thì không thể dừng lại ở ông lái đò chiến sĩ, mà đây còn là gì? Một người lái đò nghệ sĩ. Một người lái đò nghệ sĩ. Nếu con sông Đà hung bạo và dữ dội thì người lái đò là chiến sĩ, còn nếu sông Đà thơ mộng trữ tình thì người lái đò lại là gì các em? Lại là nghệ sĩ. Em ghi ý thứ ba, ông lái đò nghệ sĩ. Như chúng ta đã học về tác giả Nguyễn Tân, thì quan niệm về người nghệ sĩ của nhà văn Nguyễn Tân không chỉ là người làm trong lĩnh vực nghệ thuật, mà đây là người tất cả những con người đạt đến trình độ nghệ thuật trong nghề nghiệp của mình. Và qua những cái phần mà chúng ta đã tìm hiểu ở trên, thì chúng ta khẳng định ông lái đò đích thực là một nghệ sĩ, là một nghệ sĩ trên mặt trận vượt thác leo ghềnh. Cái chức nghệ sĩ đó nó thể hiện ở cái chỗ là gì các em? Đam mê đối với nghề nghiệp của mình. Chức nghệ sĩ đó là gì? Là cái sự mà hiểu sâu sắc về con sông Đà. Con sông Đà như một trường thiên anh hùng ca mà ông đã thuộc cả những dấu chấm than, chấm câu và cả những đoạn xuống dòng. Ông lấy mắt mà nhớ tỉ mỉ như đóng đanh vào lòng tất cả những luồng nước của tất cả những con thác hiểm trở. Chất tài hoa nghệ sĩ còn được bộc lộ ở trong trận chiến với sông Đà. Một con người tài hoa nghệ sĩ nghĩa là gì các? Linh hoạt. Linh hoạt. Và gì đây? Và luôn luôn là gì? Có những cách để mà vượt qua những khó khăn trước mắt. Nghệ sĩ ở đây không phải là mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây. Nghệ sĩ là nghệ sĩ trong nghệ thuật chèo đò. Mà một cái nghệ thuật, trong cái nghệ thuật chèo đò, đó là gì các em? Đó là phải hiểu về con sông, đúng không? Cho nên là qua cái phần chúng ta tìm hiểu, chúng ta khẳng định người lái đò đích thực là nghệ sĩ trong nghệ thuật chèo đò, đúng chưa nào? Các em ghi ý thứ nhất là nghệ sĩ trong nghệ thuật chèo đò. Thứ hai là gì? Là nghệ sĩ trong lối sống. Điều này được thể hiện sau cuộc vượt thác leo ghềnh. Sau cuộc vượt thác leo ghềnh, nhà đò đốt lửa trong hang đá. Nướng ống tôm lam. Các em thấy đây là cuộc sống của một người nghệ sĩ đích thực. Một cuộc sống an nhiên tự tại, tao nhã giữa thiên nhiên. Vút vút cửa ngoài cửa trong, lại cửa trong cùng. Thuyền như một mũi tên tre, xuyên nhanh qua hơi nước, vừa xuyên vừa tự động lái được lượn được. Thế là hết hát. Và nhà văn đã chuyển ga với những câu kể rất nhẹ nhàng, những câu kể với giọng thủ thị tâm tình, để lột tả được cái lối sống nghệ sĩ của những người chèo đò trên sông Đà. Dòng sông vặn mình vào một bến cát có hang lạnh. Sóng thác xèo xèo tan trong trí nhớ, sông nước lại thanh bình. Đêm hôm đó, nhà đò đốt lửa trong hang đá.
nướng ống thơm lan, bàn về cá ăn vụ, cá dầm xanh, về những cái hầm cá hang cá, mùa khô nổi những tiếng to như mình bộc phá, rồi cá túa ra tràn đầy ruộng. Không ai nói một lời nào về cuộc chiến vừa qua nơi ải nước đủ tướng giữ quân cờ vừa rồi. Hình như là gì khác, trong quan điểm của người nghệ sĩ thì họ cho rằng đây là điều tất yếu của cuộc sống. Đúng chưa nào, họ đã trải qua rồi sau đó gạt ra và sống một cuộc sống an nhiên tự tại, thanh bình ở trong tâm, tâm hồn. Đây là một quan điểm rất đẹp, một lối sống rất đẹp. Chúng ta đọc lại đoạn này để chúng ta nhớ. Thế là hết thác, dòng sông vặn mình vào một bến cá có hang lặng. Sóng thác xèo xèo tan trong trí nhớ, sông nước lại thanh bình. Đêm hôm đó, nhà đò đốt lửa trong hang đá, bàn về cá ăn vụ, cá dầm xanh, về những cái hầm cá hang cá, mùa khô nổ những tiếng to như mình bộc phá, rồi cá túa ra tràn đầy ruộng. Không ai bàn gì về cuộc chiến vừa qua, nơi ải nước đủ tướng dựng vương quân cờ vừa rồi. Cuộc sống của họ là như vậy, đúng chưa nào? Cuộc chiến của họ là họ phải trải qua, họ nghĩ thế lúc ngừng chèo. Như một người nghệ sĩ đã vắt cạn kiệt sức lực để gì gan, để tạo ra, để thai nghén nên một tác phẩm, thì họ không bao giờ nói về gì đây, về những cái điều mình đã làm. Đó là quan niệm sống, là phong cách sống của một người nghệ sĩ với thú tiêu dao, với cuộc sống an nhiên tự tại, bình yên trong tâm, tâm hồn. Và người lái đò nghệ sĩ là như vậy, đúng chưa nào? Cho nên là chúng ta chỉ khai thác ở hai yếu tố. Một là nghệ sĩ trong nghệ thuật chèo đò, trong cái việc mà am tường sâu sắc về con sông Đà. Hai là nghệ sĩ trong lối sống, sau cuộc vượt thác leo ghềnh, đốt lửa trong hang đá, nướng ống cơm lam và sống một cuộc đời tiêu dao, nhẹ nhàng, bình yên. Đó chính là lối sống, là phong thái của những con người nghệ sĩ thật sự, đúng chưa nào? Và các em thấy là để tìm hiểu về ông lái đò nghệ sĩ thì chúng ta sẽ gì đây? Sẽ khai thác cái đoạn mà nhà văn đã chuyển gam với những câu kể, câu tả rất nhẹ nhàng. Từ trong những cái lời văn đó, chúng ta cảm nhận được cái nghệ sĩ nó không còn trong cái tâm thức của Nguyễn Tuân, nó không chỉ ở trong tâm thức của Nguyễn Tuân nữa, mà nó đã lan tỏa đến những người lái đò. Và Nguyễn Tuân cũng quan niệm như vậy. Người đạt đến trình độ siêu phàm trong nghệ thuật chèo đò là nghệ sĩ trong nghệ thuật chèo đò, và người sống một cuộc sống an nhiên tự tại là nghệ sĩ trong cuộc sống của người lái đò. Đúng không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại về hình tượng người lái đò sông Đà. Đây là một ông lái đò 70 tuổi, dành phần lớn cuộc đời mình để lái đò dọc sông Đà, tải chèm mạn chè cối. Với người lái đò này, sông Đà như một trường thiên anh hùng ca, và đây chính là chất nghệ sĩ của người lái đò, mà ông đã thuộc cả những dấu chấm than, chấm câu và cả những chỗ xuống dòng. Cái nghệ sĩ trong nghệ thuật chèo đò của ông còn được thể hiện ở cái việc lấy mắt mà nhớ tỉ mỉ, như đóng đanh vào lòng tất cả những luồng nước của tất cả những con thác hiểm trở. Cái nghệ sĩ trong cái nghệ thuật chèo đò còn được thể hiện qua sự linh hoạt và tài hoa khi mà dì Cam vượt qua ba trùng vi thạch trần. Cam thấy rõ ràng ông đã nhớ mặt bọn này. Đứa thì dì Cam ông tránh để rảo bơi chèo lên, đứa thì ông đè sóng lên để mở đường tiến, rồi lại lái miết một đường, rồi lại vút vút cử ngoài cử trong, lại cử trong cùng, thuyền như một mũi tên tre xuyên ngang qua hơi nước, vừa xuyên vừa tự động lái được lượn được. Sự linh hoạt như vậy chỉ có thể là gì đây, trong nghệ sĩ trong nghệ thuật chèo đò, đúng chưa nào? Ngoài ra thì em thấy rõ ràng là đầu tiên chúng ta nhìn nhận người
người lái đò sông Đà là gì Cam? Là người chiến sĩ trên mặt trận vượt thác leo leo ghềm. Đó là ba trùng vi thạch trận, vòng 1, vòng 2, vòng 3, sông Đà luôn luôn đổi chiến thuật, nhưng mà ông lái đò vẫn luôn luôn chiến thắng được con sông hung dữ này bằng sự quả cảm của một con người dám vươn mình cai quản lại riêng thiên nhiên. Và cuối cùng, người nghệ sĩ trong cuộc sống đã để lại cho chúng ta một dấu ấn vô cùng sâu sắc về cuộc sống và tiêu dao tự tại, đốt lửa trong hang đá, nướng ấm cơm lam, bàn về cá anh vũ, cá dầm xanh, về những cái hầm cá hang cá, nổi những tiếng to như mình bộc phá, rồi cá tú ra tràn đầy ruộng. Không ai bàn tính một lời nào về cuộc chiến vừa qua, nơi ải nước đầy đủ tướng dự quân tận vừa rồi. Hình như cuộc sống của họ là phải chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt. Hình như đó là cái việc hàng ngày họ phải trải qua, cho nên chẳng có gì là hồi hộp đáng nhớ. Họ nghĩ thế lúc ngừng chèo. Em thấy rất là nhẹ nhàng, đúng chưa nào? Và một điều nữa đó là gì Cam? Đó là chúng ta cần phải khẳng định như một người nghệ sĩ thực sự. Khi mà đã vắt cạn kiệt sức lực của mình để thăng nghén lên một tác phẩm, thì họ thường là gì đấy? Không nói đến tác phẩm của mình, để cho chúng ta, cho những người cảm nhận, tự cảm nhận về chất nghệ sĩ của họ, đúng chưa nào? Và chúng ta đã tìm hiểu toàn bộ người lái đò sông Đà. Đây, theo nhà văn Nguyễn Tuân, là thứ vàng người đã qua thử lửa, là chất vàng người của tâm hồn Tây Bắc. Và chúng ta nhìn lại hai nội dung quan trọng của bài Người lái đò sông Đà. Đó là hình tượng con sông Đà, một con sông hung bạo và dữ dội, cũng như là một con sông thơ mộng và trữ tình. Để khắc họa hình tượng con sông này, nhà văn Nguyễn Tuân đã bộc lộ hết cái sự tài hoa trong ngòi bút của mình. Một con sông dữ dội với thác ghềm, với thác lũ, đúng chưa nào? Với những cái tiếng kêu như oán trách, như khiêu khích, rồi lại như van xin, giọng gằn mà chế nhạo, với những nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió, chúng ta đã được cảm nhận vô cùng sâu sắc về vẻ đẹp đối lập của con sông Đà. Các em thấy là bên cạnh sự dữ dội đó thì sông Đà lại rất là thơ mộng về trữ tình. Khi mà gợi tả con sông thơ mộng trữ tình, nhà văn Nguyễn Tuân đã dì gan sử dụng một lớp ngôn từ vô cùng phong phú và đặc sắc. Như một án tóc trữ tình, đối với sông Đà, đối với mỗi người, sông Đà gợi cảm một cách. Có lần tôi nhìn sông Đà như nhìn một cố nhân, đúng chưa nào? Cái này rõ ràng là nhà văn Nguyễn Tuân với sự tài hoa của mình, với lòng yêu quý sâu sắc thiên nhiên quê hương đất nước, đã bộc lộ trên trang văn một cái con sông vô cùng gợi cảm. Đặc biệt là gì các em? Nhà văn bộc lộ thái độ của mình: chưa bao giờ tôi nhìn thấy sông Đà là đen. Như thực dân Pháp đã đè ngửa con sông ta ra mà đổ mực tại tàu và mà gọi bằng một cái tên tay láo léo, đúng chưa nào? Cái này rõ ràng là tình yêu quê hương sâu thẳm đã giúp cho nhà văn Nguyễn Tuân viết lên những trang văn thấm đậm chất tài hoa như vậy. Cùng với cái trí tuệ của một con người uyên bác, am hiểu nhiều lĩnh vực nghệ thuật, điện ảnh, đúng như nào, sân khấu, đúng như nào, thể thao, cả võ thuật nữa, chúng ta thấy trang văn rất là sinh động, rất đẹp, kể cả thiên nhiên và kể cả con người. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần ba la mã tổng kết. Về nghệ thuật thì các thấy đây là một tác phẩm tùy bút tiêu biểu, không chỉ trong sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Tuân mà còn trong cả nền văn học Việt Nam hiện đại. Là một tác phẩm tùy bút vô cùng tiêu biểu, và với cái ngôn từ như thế này, nó bộc lộ hết cái sự tài hoa của nhà văn Nguyễn Tuân. Kem ha. Và chúng ta thấy về nội dung thì thông qua hai hình tượng đó, nhà văn đã bày tỏ tình yêu sâu thẳm và niềm tự hào về thiên nhiên và con người Tây Bắc. Mà ông gọi đây là gì Cam?
là thứ vàng mười đã qua thử lửa, là chất vàng mười của tâm hồn Tây Bắc. Đọc Nguyễn Tuân thì chúng ta thấy rõ ràng là gì đây? Với cái việc lao động nghệ thuật nghiêm túc, ông để lại những tờ hoa thơm thảo cho đời. Là một nhà văn mà khi dạy lớp 11 cô đã nói, đó là gì các em? Xem cái đẹp như tôn giáo trong cuộc đời mình. Và ông đi tìm chân lý trong cuộc sống thông qua những cái đẹp của thiên nhiên, cái đẹp của con người. Và ông đã ban tặng cho chúng ta những trang viết tuyệt vời như vậy. Và đọc Nguyễn Tuân, chúng ta thấy hiểu hơn, yêu hơn về đất nước mình, tự hào hơn về con người Việt Nam. Những con người là gì kem? Sống hiên ngang mà rất là nhân ái cha, cha hòa. Những con người mà gì đây? Vừa là người chiến sĩ, vừa là người nghệ sĩ, vừa rất là hào hùng, đúng chứ nào, bản lĩnh, can đảm, vừa rất là gì kem? Rất là nhẹ nhàng trong cuộc sống. Kem thấy đó là vẻ đẹp của con người Việt Nam. Để kết thúc bài học về nhà văn Nguyễn Tuân, về tác phẩm Người lái đò sông Đà, cô nhắc lại một nhận định của nhà văn Vũ Ngọc Phan. Cô xin lỗi, nhà phê bình Vũ Ngọc Phan. Chỉ có những người ưa suy xét đọc Nguyễn Tuân mới thấy thú vị. Bởi lẽ văn Nguyễn Tuân không phải là dành cho những người nông nổi. Vậy khi cảm nhận về văn Nguyễn Tuân, chúng ta hãy đừng là gì các em? Những con người nông nổi các em ha. Và bài học xin kết thúc ở đây. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những bài học sau. Cảm ơn các em đã xem video bài giảng của Học 247. Hy vọng rằng các em sẽ nắm vững những kiến thức bổ ích mà thầy cô đã truyền đạt và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video bài giảng mới từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh Học 247 nhé.